Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo phận của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Giáo sứ Minh Đức mừng kính mẹ ngày 13 hàng tháng. Hội chợ mừng xuân kỷ hợi tại giáo sứ Bến Sáng. Lễ giỗ quý đức cha tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Tin giáo sứ Minh Đức. Giáo sứ Minh Đức mừng kính mẹ ngày 13 hàng tháng. Vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2019, thánh lễ mừng kính Đức Mẹ được diễn ra long trọng. Mọi người cùng đến hiệp dân thánh lễ rất sốt sắng trong tình yêu thương và lòng thành kính. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha xứ Phêrô Nguyễn Chí Công đã gặp gỡ bà con giáo dân và kể lại sự tích về bức tượng Đức Mẹ nơi đây tại sao bị cụp đầu. Trong dịp này, cha cũng nói đến sự hình thành giáo xứ Minh Đức. Sau khi gặp gỡ ít phút, cộng đoàn giáo dân cùng với cha xứ lần hạt mân côi với chuỗi kinh năm sự mừng. Đúng 12 giờ, thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ được cử hành. Chủ tế thánh lễ là cha Giacobbe Mai Phát Đạt, chánh xứ giáo xứ Phaolô, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Chí Công. Đặc biệt, có đông đảo bà con giáo dân ở nhiều nơi quy tụ về. Trong bài giảng, cha Phêrô kể lại sự việc có một số người hỏi cha rằng Đức Mẹ ở chỗ cha có làm phép lạ khóc hay cười gì không? Cha trả lời với họ rằng tượng Đức Mẹ ở chỗ cha mất đầu rồi, nên cha không thể thấy được có phép lạ như thế hay không. Nhưng cha tin rằng chính sự việc tượng mất đầu, đó cũng là dấu lạ để mỗi người khi nhìn cũng cần phải ngẫm. Cuối thánh lễ, cha Giacobbe ban phép lành trọng thể cho bà con giáo dân. Tin giáo xứ Bến Sáng, hội chợ mừng xuân kỷ hợi tại giáo xứ Bến Sáng. Đêm hội chợ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2019 với sự tham gia của rất đông các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, đây cũng là dịp để các em gặp gỡ giao lưu với các giáo xứ bạn như giáo xứ Mỹ Vân, hạt Lạc An, giáo xứ Kiên Long, hạt Tây Ninh qua những món ăn, thức uống và văn nghệ. Chương trình văn nghệ quay số may mắn được bắt đầu với lời huấn từ khai mạc của cha sở Hieronimo. Đang xen với phần quay số là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các em thiếu nhi trong giáo xứ và phần giao lưu văn nghệ của hai giáo xứ bạn đã làm cho chương trình đêm hội chợ thêm sôi động và vui tươi hơn. Sự thích thú hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt các em khi trên tay là những món quà các em trúng được qua các trò chơi như ném lon, zích zắc, phi tiêu. Ngoài ra, mọi người cũng được thưởng thức ẩm thực với những món ăn thức uống ngon và sạch sẽ. Đêm hội chợ được diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ vào sự đồng hành của cha phó Phêrô, sự cộng tác đóng góp, sự chuẩn bị chu đáo từ các khâu của quý ông hội đồng mục vụ giáo xứ, các mẹ hiền mẫu, anh chị em huynh trưởng, dự trưởng và đội trưởng, sự ủng hộ của quý ân nhân cùng toàn thể bà con giáo dân. Chương trình hội chợ văn nghệ kết thúc vào lúc 21 giờ trong sự bình an và tràn đầy niềm vui. Tin giáo phận Phú Cường, lễ giỗ quý đức cha tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Để tưởng nhớ công ơn của các ngài, lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2019, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục đương nhiệm giáo phận Phú Cường, cùng quý cha, quý tu sĩ cử hành thánh lễ giỗ cầu nguyện cho linh hồn quý đức cha Giuse Luis Giacobbe đã theo gót tiền nhân giữ vững niềm tin Kitô bằng cả cuộc đời mình. Quay quần bên nhau, hương trầm thơm bay, vẫn trong tiếng ngàn xưa trên cánh đồng truyền giáo có biết bao người đã đi và đã nằm xuống tại miền đất xa xôi vì những căn bệnh. Sự dấn thân gặp phải hiểm nguy khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh, khiêm tốn, phục vụ, loan báo tin mừng là lý tưởng của cuộc đời dân hiến theo gương thầy chí thánh Giê-xu, đấng đã hiến mạng sống mình trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Trong tâm tình tri ân, xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, rũ bỏ tội trần ngày còn dương thế, cho các ngài hưởng phúc trường sinh, xin cho những người đang thực thi sứ mạng loan báo tin mừng luôn trung thành với ơn gọi, để nước Chúa hiển trị khắp nơi. Nhất là khi trời đêm nay mát dịu, cho người cảm giác yên ả bởi thời gian đã đi thì không bao giờ trở lại. Cứ phải cố gắng từng ngày, từng giờ, cho đến phút cuối cùng, bình an trong tay Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 20 giờ. Đường về không xa nhưng lắng động trong tâm tư, hình ảnh các vị mục tử trang chiên đã phục vụ hết mình cho giáo phận, cho thế hệ hôm nay tiếp bước, là sức mạnh giúp hành trình còn lại của từng người quyết lòng dấn thân vì nước trời hơn nữa. Một điểm tin giáo phận của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.